Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đang khuyến khích phát triển các dự án theo hình thức BOT. Sự phát triển ồ ạt của các dự án BOT đã đành sẽ nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông. Trong khi đó, thì nhiều người dân lo ngại về hiện tượng phí chồng phí, thì lãnh đạo của Bộ Giao thông Vận tải lại lên tiếng phủ nhận về vấn đề này. Phát triển dự án BOT, huy động nguồn lực tư nhân vào xây dựng hạ tầng giao thông được coi là cái khó ló cái khôn trong bối cảnh ngân sách nhà nước eo hẹp. Tuy nhiên, hệ lụy là sự nở rộ của một loạt các trạm thu phí gây ra gánh nặng nên các doanh nghiệp vận tải tăng giá cả sản phẩm, hàng hóa. Thì toàn bộ các trạm thu phí BOT thì nó hoàn vốn cho các dự án BOT, đồng thời là tiến hành là duy tu bảo dưỡng cho chính cái dự án BOT đó. Cho nên như vậy là chúng ta có thể hiểu cách rất rõ, tức là cái phí ban đầu phương tiện thì để mà duy tu bảo trì cho những cái tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ không phải là đầu tư bằng BOT. Thì còn các cái trạm phí BOT là ngoài vấn đề là chức năng hoàn vốn cho cái dự án BOT đó thì nó tiến hành là duy tu sửa chữa trong suốt cái thời gian mà tồn tại cái dự án đó. Đã đành phí bảo trì, phí của các dự án BOT là khác nhau, nhưng người dân thì chỉ biết họ đã đóng phí để xây dựng sửa chữa đường. Họ không biết được nó sẽ sử dụng trên những tuyến nào và tại sao quốc lộ lại bị chặt khúc ra để đóng phí. Thì đây là một hình thức để chúng ta thu hút cái vốn xã hội hóa để giảm bớt cái ngân sách đầu tư nhà nước. Cho nên thì như vậy là chúng ta mà không thu hút được nguồn vốn này thì chắc chắn chúng ta không có một cái tuyến đường quốc lộ 1 mà được đầu tư như thế này. Cho nên cái việc đầu tư thu hút bằng BOT là rất cần thiết. Và chúng ta nên nhớ rằng đấy là đầu tư hoàn vốn thì chứ không phải là đầu tư mà bằng ngân sách thì chúng ta không có cái tiền để mà đầu tư các cái nguồn lực khác còn lại. Về cơ bản thì nay là chúng tôi cũng đang tiến hành để mà đầu tư hai cái tuyến đường song song. Nếu người dân nào mà đi trên cái tuyến mà BOT thì chúng ta phải đóng thêm phí. Còn nếu không đi trên đường BOT thì chúng ta đi cái đường thường. Đường quốc lộ bình thường thì chúng ta chỉ phải đóng một cái phí là bảo trì đường bộ và phí bảo trì đường bộ thôi. Thì như vậy hai cái đó không bao giờ trồng nhau. Đường đẹp, hiện đại thì ai cũng muốn. Nhưng đôi khi người tham gia giao thông không có quyền lựa chọn. BOT được thực hiện ngay trên những tuyến huyết mạch mà không hề có sự lựa chọn tính toán. Trong thời gian tới, nhu cầu vốn cho cơ sở hạ tầng giao thông của nước ta còn rất lớn. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của các nước, nguồn vốn ngân sách phải đóng vai trò chủ đạo. Tư nhân hóa giao thông sẽ gây ra những hệ lụy cho nền kinh tế và từng người dân cụ thể.